thủ lại ngày sớm cho nó đó, Ờ, bữa cơm nem vô đi. để hầu đẩy tới giờ cái ông chứ còn ra trải bàn ra cái nửa khách người ta ghé ngày nào người ta Bữa nay hả mai? ngày nay Ồ trời, ngày nay còn còn cầu nguyện nữa. cùng Ừ. nguyện bạn bạn mới lấy tiền ngày nay. Sớm giờ có nghỉ ngơi gì được không ống nhất? Cho chứ nó nghỉ Dạ hả? ừ, Sao mặt mày sao buồn bã như vậy? hả Quay lại. về Sao mặt mày buồn bã muốn khóc nữa vậy? không có Sao không có? dễ Đang nấu cơm hả? đang ấy cơm cho Cường Đâu, mở ra em xem coi. Ờ, nay cúp điện rồi. điện Ba bệnh đó giống nhất. à không phải ổng nó như mưa cái lạnh lạnh cái ông rút rồi rút rồi rút rồi Dạ hả? Nay thấy buồn bã như vậy trời. Vậy Nay thấy buồn bã hết vui vẻ vậy. Coi chuyện gì nói nghe coi. mấy giờ cũng như cho nó qua nước cũng mệt mỏi hoài Dạ hả? Vô nước biển không? không nước qua luôn này mới đi Kêu ta lại đây ta vô. Hả? có nằm mơ cũng biết kêu chắc kêu không anh này đây này này cần nó súng Kêu người ta lại đây người ta vô luôn nè. Rồi lát nữa vô cho ông cụ luôn, chứ bây giờ thấy ông cụ yếu quá. Nay ăn cơm gì? ở dưới đó hả Ừ. lấy ba cái ái cho thằng Cường nữa Còn ổn nhất. không biết đó hả không biết thì cũng ăn chung đó Ủa, ông Nhất hình như là giống như thất thần vậy ta. vậy Ông Nhất giống như thất thần hay sao á. lơ thơ Lơ thơ lẩn thẩn, bây giờ không muốn trả lời luôn kìa. Không muốn nói chuyện luôn. nó mệt đó cưng cái gì mua nó mệt cái không có ấy. Sao ông nghỉ ngơi đi. Tại Kêu vì chị chị Sáu. nấu cơm cho nó rồi lớn làm chị Sáu ba ủa gửi suốt bắp đó rồi cái không có ai mưa không có ai là cái bắt tiếp nó nãy trời mưa lâm râm mà anh bệnh mà anh đi ra ngoài trời nữa biết thấy vậy không có ai tiếp nó kìa thấy đâu mày ì chứ không ai tiếp cứ thấy không sợ xuống treo Giờ đơn chiếc quá, hình như là cái ốc nhất là hình như là không còn là ốc nhất, nó nói chuyện hết nổi luôn rồi. Thấy người sao buồn bã như vậy trời. với hai nó mưa cái nó như nó ớn 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 hai mưa cái nó muốn lạnh lạnh góc cảm còn sớm nghe nói ông cụ mưa là chóng mặt ha anh mưa có lạnh lạnh nó mới sao ta lạnh Dỗ đổ thì bìm bìm leo mà. Đang nghỉ ngơi được giờ nào thì nghỉ ngơi. Có ai hỗ trợ anh Sáu chị Sáu thì mình tranh thủ mình nghỉ ngơi chứ. hiện giờ sức khỏe của Út Nhất như thế nào hết Út Nhất không biết thì khỏe rồi nó không có mà ái mị nó mệt mệt hay mình mệt thôi Thôi lát nữa bữa cơm cho tụi em quay chia sẻ con Cường như thế nào ha. phải tranh thủ để ngày sớm cho nó đó Ờ, bữa cơm nem vô đi. để hầu đẩy tới giờ cái ông chứ còn ra trải bàn ra cái nửa khách người ta ghé ngày nào người ta Bữa nay hả mai? ngày nay Ồ trời, ngày nay còn còn cầu nguyện nữa. cùng đồ lễ có ba đi đêm Bây giờ hết biết đồ để đâu luôn rồi. Kiếm cái gì? Không có, không biết lấy cái muỗng năm nay rồi kiếm qua. Đó, thấy không? Hết biết đồ để đâu luôn rồi. Thằng luôn. Nào lo em, lo ba, lo mẹ, lo đủ thứ rồi mà. Cơm hâm giết khét luôn rồi, ốc nhất ơi.
Khổ như gì trời. Quay cho nhóc đó nè. Nó giờ nó chạy như khóc luôn kìa. Cái này ngày hôm qua có cái này nó nhậu luôn, nó ấy nè, chuột nè. Còn gì ăn đó? Cái này chuột rồi kìa. Nó đem cho anh Cường đấy ha. Ờ, nó cái này là kiểu cái môn mà đem vô trong, kiểu nó quất cái này chắc là banh luôn. Quất hết luôn đi. Còn mấy con? Ok, chiều thằng Tú nó có ăn, mình nó ăn. Ờ, cũng thương thằng Tú. Ừ. Mình nói đâu mà quá thế. Quá thế. Chuột đó là mấy người nhậu đúng không? Mấy người nhậu hồi nãy đó. Còn ừ. Út Nhất này giống như sinh ra để trả nợ vậy trời. Ừ. Hả? Vậy còn gì nữa? Vậy còn gì nữa? Gấp chừa lại cho anh Tú ba con nữa. Anh Tú biết anh Tú anh có ăn không? Để đó, nó đói nó cũng mang chứ dễ gì nó chứ. Cái đó là nó quất rồi. Bữa nào không về? Đó là nó không phải cái đường nó chạy vô. Dạ yeah, hả? Bữa nào ăn ở trên nhà vợ thì ăn. Ừ, còn là đó thì nó quất. Kiếm gì vậy? Ăn nước cá đang đập cho anh Cường nữa. Này 4 giờ mấy vô cho nó ăn mày. Có cái tủ lạnh có nước đá nó cũng tiện hơn nhất. Hồi đó mua nước đá thấy nó tốn tiền. À, mua cái này bùa có khi 2 cục, rồi cái cha ông uống nữa 3 cục. Dùng bờ mũ này mà còn chịu không nổi chứ nó. Lo cho em mình đến nổi chế thêm miếng trà nữa trời. Có chăm trà chưa sẵn nè. Cho ăn mà còn chữ. Nó ăn mà nó còn gà nó la làng la lửa hoài. Trà đường ha. Uống trà đường. Tại người ta làm biến là lập đập nước đá, để cục nước đá vậy, để đem vô kia ca uống không uống thôi hả? Quậy là đường lên sẵn luôn. Quậy đường sẵn luôn, nó ngọt vậy nè. Có người anh quá quá anh đáo. Kiếm người thứ hai mà nhốn nhất cũng khó. Đùa quá, dễ gì, nó hên đó. Nó hên.
lên nó bùng. Anh nó bùng à. Đem chuột vô nó mừng quốc quá hết để nó biết. Cái hồi đó giờ chuột mắt đâu có mua đó, anh mua đâu mà. Út Nhất, quay lại nha. Út Nhất, đứng lại nói chuyện nha. Đứng lại nói chuyện đó Út Nhất. Ủa anh mừng à? Ờ, nó mừng cơ. Dạ. Ờ, ông như đem chuột vô cái nó phái. Phái hả? Ừ. Hồi đó giờ đâu có tiền mua chuột ăn hả? Ờ, chuột nó chuột nó rẻ quá. Anh nói cái gì mà là bùm gì tâm lắm à? Sao la bùm, cứng miên rồi mới ăn hả? Sao thuốc nó gì hay đem vô nó hử. Hử hả? Ừ. Nó hử rồi mới ăn. Bây giờ mới có điện. Dạ, quá. 7 giờ đi cầu lễ. 6 giờ cầu lễ rồi. Bữa nay chuẩn bị cầu lễ cho bà cụ mà cúp điện rồi. Dạ. Ông cụ sao mặc áo ấm rồi? À, mưa lạnh ha. Lạnh ha? À, mưa cái lạnh. Sao nghe con nghe cháu ông nói là dưới Út Nhất nói là từ ngày bà cụ mất là ông cụ xuống sức luôn à? Dạ. Yeah. Bà cụ mất là ông cụ xuống sức luôn. À, thì cũng vậy, bình thường mà đều cũng mưa gió mà hơi lạnh vậy là. Có cảm gì không ông cụ? Không, không có gì. Mưa lạnh, vặn áo ấm rồi thôi. Ừ. Cái này dạ. Chưa còn sớm quá, nó mới ngồi. Có, nó đổ vô bình thủy. Ờ, à, biết rồi. Chiều giờ có ăn cơm gì chưa? À, chưa, mà giờ đây cũng 4-5 giờ mà ăn. Ờ, thì bỏ vậy mà mình... Bây giờ 5 giờ mấy rồi? À, 4 giờ mấy rồi. 4 mấy hả? À, mưa nhìn tối quá. Thì vừa mình căng cũng như là... Ủa, nó ghiền lên chút xíu. Bây giờ ông cụ còn lạnh không? Thì cũng bị mưa rồi, cũng hơi lạnh, bặn giờ nó ấm. Dạ. Nghe nói ông cụ chóng mặt có không không? À, thôi thì cũng hối hay chóng mặt gì không? Hồi trưa giờ ông có ngủ được không? Mới ngủ mới thức. Mới thức hả? Dạ. Dạ. Người ta lại cầu nguyện cho nhà mình có chuẩn bị gì không không? Dạ. Người ta lại cầu nguyện cho nhà bà cụ có chuẩn bị gì không? À, thì cầu lễ thì thôi, người ta lại mình cũng lo nước thôi, bên trái cho lại uống vậy mà. Vậy thôi chứ không có gì. À. Ông cụ chịu đi truyền nước biển không? Hả? Truyền nước biển. Truyền nước biển hả? Ông lạnh. Lạnh quá hả, không dám. Quá trời. Hồi nào giờ tôi cũng không có thuốc men gì hết trơn á. Cũng bình thường chứ không có gì. Quá trời luôn, biết rồi. Nhà mới. Bây giờ chuyển sang cúp điện nữa. Buồn ha. À, có đèn sáng sáng nó cũng ấm. Phải có đèn nó xui quá, tao 7 giờ tối. Ừ. À, theo luật lệ thì đây cũng cầu nguyện cho bà đó là người ta lại đó thì bắt đầu 6 giờ. Dạ. À, ta cầu nguyện cho bà rồi. Rồi 6 giờ cầu tới mấy giờ xong hả ông cụ? Nửa tiếng, hơn nửa tiếng một chút à. Dạ. Dạ không có lâu. Thì cũng như ở xóm riền là ta cũng lại cầu nguyện cho bà vậy đó. Dạ. À. Con nghe ông cụ nói với Út Nhất câu á. Dạ. Con nghe ông cụ nói với Út Nhất câu là ngày hôm qua là ở nhà này chỉ còn có ba với con với lại Tú thôi. Dạ. Thì còn bây giờ tôi cũng như trong nhà tôi cha là con Dứt. Dạ còn hai cha con. Còn Tú thì có nó cũng như không. Nó đi tối ngày, nó đi đâu có ghé nhà. Có khi nó đi rồi đói mà lại vô kiếm cơm ăn rồi đi. Nó vậy đó. Ừ. Nó không ở nhà bình thường. Làm này kia cái nọ không có. Ừ. Ăn rồi đi à, chứ không có gì đó.
Mà tại sao hôm qua ông lại nhắc Út Nhất câu vậy, nghe nó buồn quá. Nhắc Út Nhất câu là nhà này chỉ còn có cha với con với lại Tú thôi, nghe nó buồn quá. Cũng phải buồn bởi vì trong nhà còn mắc người thì cũng phải hơi buồn chút đỉnh, phải buồn rồi bởi vì có bả có nhà trong gia đình đầy đủ thì còn hơi vui vui, còn bây giờ bả mắc là thì cũng hơi buồn rồi mà trong gia đình thì thôi chứ không có cái gì. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha ông cậu. Dạ, thì cũng ăn là ngủ vậy, có đi đâu vậy. Rồi sáng ngày cái đi ăn hủ tiếu, cháo gì đó, rồi tới về ở nhà chứ có đi đâu. Mình lớn tuổi rồi, mình có đi đâu mà cho không. Cũng đi thì cũng xa thì nó hơi mệt. Vậy thành ra cứ đi ở nhà ngồi nằm võng rồi chơi hút thuốc rồi vậy rồi giống có gì. Dạ thôi ông cụ nằm nghỉ ngơi đi. Dạ. Đi xíu còn giữ sức khỏe để tiếp khách lại cầu nguyện nữa. Dạ cũng đây là 5:30 thì bắt đầu rồi khi ta lại thì cầu bắt đầu 6:00 thì là cầu cho cầu nguyện cho bà rồi 6:00, 6:30 thì cũng sắp rồi. Dạ thôi con chào ông cụ ha. Dạ. Dạ.